Thông tin trên lĩnh vực giao thông vận tải. Thưa quý vị, vào dịp Tết, nhu cầu về quê, lượng người tham gia giao thông khá lớn. Với sự phát triển kinh tế xã hội, người dân cũng đòi hỏi cao về phương tiện. Ngoài đường bộ, đường hàng không được nhiều người dân lựa chọn. Cảng hàng không Liên Khương và các cảng hàng không đã có sự chuẩn bị như thế nào trong dịp Tết năm nay? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2016 đánh dấu một cột mốc ấn tượng về tăng trưởng của cảng hàng không Liên Khương. Đặc biệt sau hội nghị xúc tiến mở đường bay của cảng hàng không và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cảng hàng không Liên Khương đã phục vụ các chuyến bay chuyến quốc tế của hãng hàng không COE với đường bay Singapore Đà Lạt Singapore và hãng hàng không Vietjet Air khai thác chuyến bay quốc tế Vũ Hán Trung Quốc Đà Lạt Vũ Hán với tần suất 3 chuyến một tuần. Nhờ vậy đơn vị đã đón 1.300.000 lượt khách, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015. Không chỉ dừng lại ở đó, việc đổi mới cung cách phục vụ đã tạo ấn tượng cho du khách khi đến với cảng hàng không Liên Khương. Tụi mình bay nhiều thì cảng hàng không này mình nghĩ là cũng tương đối là tốt. Với lại những cái thái độ nhân viên phục vụ đây cũng khá nhiệt tình, vui vẻ. Bọn em sẽ hỗ trợ khách hết mức ạ. Là nếu như khách cần giống như là khách người già hoặc là đi với trẻ em thì bọn em sẽ ưu tiên hành khách làm thủ tục và ưu tiên hành khách những cái ghế ở phía trên để cho khách đảm bảo với lại khách cảm thấy là thoải mái khi đi máy bay. Và bọn em sẽ hướng dẫn khách vào phòng chờ những khách mà mới đi lần đầu tiên bỡ ngỡ thì những hành lý xách tay và đảm bảo cho khách là thoải mái khi mà đến gặp các nhân viên làm thủ tục. Bên cạnh nâng cao chất lượng cung khách phục vụ, trang trí nhà ga để tạo không gian xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự ở cảng hàng không Liên Khương, thì điều mà người dân quan tâm nhất là giá vé của các hãng hàng không trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Theo các đơn vị cho biết, giá vé không tăng nhưng các hãng hàng không mở các chuyến bay giá rẻ, bán giá một chiều hay khuyến mãi. Cụ thể giá các hãng như Vietjet Air, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines từ 700.000 đến 3 triệu đồng. Chuyến Hà Nội, Đà Lạt và Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng. Cuộc chuyến này thì thấy khách hàng không thì vào dịp này khách tương đối đông và nhìn chung là rất tốt. Giá vé với cùng nhu cầu khách hàng thì giá vé tương đối rẻ và hợp túi tiền của khách. Ngoài giá vé trong dịp Tết không tăng nhiều, lãnh đạo cảng hàng không Liên Khương cũng cho biết, để đảm bảo an toàn phục vụ hành khách chu đáo, đơn vị cũng đã sắp xếp hoạt động ở từng vị trí chuyên môn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, trong năm mới 2017, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ mở rộng thêm 5 sân đổ máy bay và mở thêm 3 chuyến bay trong nước tại cảng hàng không Liên Khương. Năm 2016 là một cái năm mà cảng hàng không Liên Khương hoàn thành kế hoạch được giao và hoàn thành vượt bậc kế hoạch được giao. Sản lượng vận chuyển hành khách trong năm 2016 đạt mốc 1.300.000 khách. Đây là một cái mốc mà được cảng không Liên Khương kỳ vọng trong nhiều năm nay và dự kiến đến năm 2017 mới đạt. Tuy nhiên đến năm 2016 đã được cái mốc này và cái tần suất chuyến bay là đạt 990.000 lượt lên Phú Quốc, Đà Lạt đi Chu Lai, Quảng Nam, Đà Lạt đi Thọ Xuân, Thanh Hóa. Sẽ xúc tiến mở tiếp cái đường đi các nước lân cận như là Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc và một số cái nước khác nữa. Việc mở cái đường bay trong nước thì giảm rút ngắn cái thời gian cho hành khách hơn nữa và kết nối các cái tỉnh trong nước gần nhau hơn. Và việc mở đường bay quốc tế thì mang Đà Lạt đến với các cái nước trên quốc tế và thế giới thì góp thêm một cái phần quảng bá Lâm Đồng Đà Lạt ra thế giới và quảng bá cái sản phẩm du lịch Đà Lạt đối với thế giới và góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lâm Đồng. Với giá thành hợp lý cùng sự chuẩn bị chu đáo của cảng hàng không Liên Khương và các phương tiện giao thông khác trên địa bàn tỉnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lựa chọn phương tiện về quê, đi lại trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người. Xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt là điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến hành trình xuyên suốt tại 63 tỉnh thành phố trong năm 2017 mà đoàn sẽ ghé, với 300 phần quà Tết, bao gồm 10 ký gạo, bánh bứt Tết, tập phở, phần vật, mỗi suất 500.000 đồng. Đã được trao tận tay các học sinh đang theo học tại trường tiểu học và trong cơ sở Tà Nung.